nay chuẩn bị rất nhiều đồ nghề để đi chiến đấu anh em ạ. Tận dụng những cành cây ở trong khu rừng để làm phương tiện sử dụng cho tem nhá anh em nhá. Đấy, chúng tôi sẽ ngồi ở đây để chuẩn bị các đồ để tí nữa cho các dụng cụ tí nữa chiến đấu nhá. Mời anh em làm đứa thuốc nhá. Đây chúng tôi chuẩn bị rất nhiều đồ, anh em có thể quan sát những